Năm mới lại đến em vẫn lại bóng một mình, mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha cho em về quê ăn Tết linh đình, để khách hành lý mẹ em thì vẫn lì xình. Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa, vẫn đây chợ phiên người ta chen chúc đầy đưa. Về đến nhà vui làm sao khi hết cho vừa, mẹ em ra đón hỏi ngay chịu lấy chồng chưa.
thì anh mong được một lần nói ra hết tất cả. Thay vì ngồi lặng yên nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh, đôi lúc anh tránh ánh mắt của em vì dường như lúc nào anh cũng yêu thương em. Không thể đặt lại, càng không thể đi giọt lệ nào được rơi. Hãy subscribe.